Chiều ngày 24 tháng 5, tại trụ sở chính phủ, Đảng Bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Tấn Dũng. Lợi dụng sự kiện này, Lê Trung Khoa đã đăng tải video với tựa đề tôn vinh kẻ thù của ông Trọng, ông chính dám công khai đối đầu ông Tổng. Nguyên nhân, Khoa cho rằng, tôn vinh danh hiệu tuổi đảng thì bên đảng lo chứ sao lại bên chính phủ phải lo, từ đó vậy đặt xuyên tạc ra đủ thứ lý do nào là do ông dũng và ông chính có mối tham gia với nhau nào là chính ông dũng tạo điều kiện cho ông chính tiến thân nhân đây xin chia sẻ cùng các bạn vài điều theo quy định của điều lệ đảng quy định số 24 quy đề tv ngày 30 tháng 7 năm 2021 của ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ đảng tất cả mọi đảng viên khi có đủ 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 95 tuổi đảng hoạt động cách mạng lâu năm giữ gìn được tư cách đảng viên thì đều được trao tặng huy hiệu Đảng. Trong nội dung chương trình lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí thay mặt ban chấp hành Đảng bộ cấp trên trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên, phát biểu ý kiến. Đồng chí Nguyễn Tân Dũng có đủ 55 năm tuổi Đảng, không bị vi phạm xử lý kỷ luật thì đương nhiên đủ điều kiện được trao tặng huy hiệu Đảng. Còn chuyện tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng, trong hướng dẫn số 01 hd tvk ngày 28 tháng 9 năm 2021 của ban bí thư một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng đã nêu. Việc trao tặng huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn mùng 3 tháng 2 ngày 19 tháng 5, mùng 2 tháng 9, mùng 7 tháng 11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định với trường hợp đồng chí Nguyễn Tấn Dũng Nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, thuộc trường hợp đặc biệt. Tuy vậy, việc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cũng là điều hết sức bình thường và theo đúng quy định là cấp ủy Văn phòng Chính phủ đứng ra tổ chức. Do đó, điều mà Lê Trung Khoa nói tôn vinh danh hiệu tuổi Đảng thì bên Đảng lo chứ sao lại bên Chính phủ phải lo là không chính xác. Mặt khác, đồng chí phạm minh chính đang là người đứng đầu bí thư ban cán sự đảng chính phủ nên việc tham dự buổi lễ và thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước lên trao tặng huy hiệu đảng cho ông dũng là hoàn toàn hợp tình hợp lý chính vì thế những điều lê trung khoa nói rằng tôn vinh kẻ thù của ông trọng ông chính dám công khai đối đầu ông tổng hay việc ông phạm minh chính công khai trao tặng huy hiệu cho ông nguyễn tấn dũng là thông điệp rõ ràng ông phạm minh chính đã cho biết rằng ông đã chọn phe là hoàn toàn xuyên tạc cố tình biện đặt một cách vô lý đó là chiêu trò xuyên tạc nội bộ chính trị của đảng chia phe cánh thanh chừng lẫn nhau mà những kẻ chống phá vẫn thường hay sử dụng. Nhưng chưa hết, khoa còn tiếp tục rằng phạm minh chính đã đủ lông đủ cánh, đủ tầm để lập một phe cánh nhiều nguyện tấn dũng. Thực chất đây chính là ý đồ tuyên truyền xuyên tạc nhằm tạo ra những luồng suy nghĩ nghi hoặc trong dư luận để gây chia rẽ khối đại đoàn kết và hơn hết là nhằm nói xấu hạ uy tín của lãnh đạo đảng nhà nước. Song nếu ai để ý theo dõi những hoạt động của lê trung khoa hoặc đã nghe qua những video của ý sẽ dễ dàng nhận ra thực chất khoa là người như thế nào và mục đích của hắn sẽ không dễ dùng những chiêu trò nhảm nhí mà lừa bịp thiên hạ của hắn.